Thưa quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vinachem. Cũng tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cũng nhận quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá đồng chí Nguyễn Phú Cường là một người có bề dày kinh nghiệm công tác tại nhiều vị trí của Bộ Công Thương, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng cho rằng hiện đang là thời kỳ khó khăn của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn cùng các cán bộ và các đơn vị thành viên đã luôn nỗ lực vượt lên những áp lực của công việc, của xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến. Bộ trưởng hy vọng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ phát huy hết khả năng của mình, đoàn kết, nỗ lực, tập trung cho những nhiệm vụ cụ thể của năm 2018, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.